Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến Azerbaijan và gặp Tổng thống nước này Ilham Aliyev. Tại đây, ông Erdogan đã chúc mừng thỏa thuận mà Azerbaijan đạt được tại vùng Nagorno-Karabakh vào tuần trước. Trong họp báo chung tại Nakhchivan, ông Aliyev cho biết Azerbaijan đã bắt đầu gửi hàng viện trợ đến cộng đồng gốc Armenia tại vùng Nagorno-Karabakh. Trong khi đó, ông Erdogan cho rằng chiến thắng mới nhất của Azerbaijan đã mở ra cơ hội bình thường hóa toàn diện trong khu vực, đồng thời hy vọng Armenia sẽ tiếp nhận nền hòa bình này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga kỳ vọng các cuộc gặp giữa lãnh đạo Azerbaijan và các lãnh đạo nước ngoài, trong đó có ông Erdogan, sẽ góp phần đảm bảo an ninh và đóng góp vào quá trình bình thường hóa tại Karabakh.